Xin chào mọi người, em tên là Lý, năm nay 24 tuổi. Em hiện tại đang sống ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong khoảng thời gian yêu nhau thì được tầm 1 tháng là em biết là anh ấy theo môn Pháp, môn Đại Pháp. Lúc đấy anh cũng bảo là vợ ơi học môn này đi, hay lắm. Em có cầm sách lên rồi nhưng mà lúc đấy kiểu chắc là do duyên chưa lớn. Em ngồi đọc lúc là em lại buồn ngủ. Rồi em cũng quyết tâm tu với chồng. Bắt đầu tịnh tâm được 1 tháng. Thế là thôi em bảo là không cho tu nữa đâu. Mỗi lần anh ấy đang ngồi thiền là em sang em quấy em nhiễu cho tỉnh thì thôi, không không cho ngồi nữa. Nhưng mà xong về sau thì cũng được tầm khoảng 1 năm đấy, đến khi bọn em cưới xong rồi ấy, thì anh ấy vẫn nỗ lực ấy, kiên trì muốn em đắc được pháp như anh ấy, đưa đi thăm những người đồng tu, đi trao đổi chia sẻ nhiều. Em nhìn thấy những người đồng tu ấy, cuộc sống của họ rất lành mạnh, không hút thuốc, không uống rượu bia. Đặc biệt là lúc mà anh đưa em sang bên Ba Vì nhá, gặp được ba anh em Phùng Thế Khởi, từ một người mà gọi là tệ nạn của xã hội luôn ấy, mà lại trở thành những con người mà tốt như bây giờ, thành công như bây giờ. Thật sự em nể phục luôn, thấy Đại Pháp thật sự rất là vĩ đại rồi. Nhưng mà đến lúc em về phải đến 2 tháng sau em bắt đầu em theo chồng em tu luyện. Từ đấy đến giờ thì em cũng có sự thay đổi về ngoại quan. Hai bên mắt của em ấy, ngày trước ở bên này nó sắc cao hơn, nhưng mà bây giờ thì nhìn nó sẽ cân đối hơn, mọi người nhìn sẽ không thấy nó bị sách nữa. Ngày trước là cứ em cười một cái là bên này bị sách cao lên, nhìn rất là hung dữ, nhưng mà bây giờ đi đâu ai cũng bảo là cười hiền lành và nhìn hiền lành phúc hậu. Em biết là tất cả những cái đấy đều là Đại Pháp mang đến cho em. Trong quá trình tu luyện thì về cái phần đọc sách, là mỗi lần em đọc sách là em để ý là thâm tâm mình rất là tịnh tâm muốn học, nhưng mà xung quanh nó hay xảy ra những cái gọi như trong sư phụ giảng là can nhiễu ấy, khiến cho em mà không tịnh tâm được. Nhưng mà lúc đấy em chỉ cần niệm là ta là người tu luyện, tất cả những ma nào nạn nào cũng không can nhiễu được cái tâm của ta. Lúc đấy là tự dưng nhá, mọi thứ xung quanh nó đều bình thản hết. Với lại em chỉ cần xuất tâm là hôm nay em muốn học pháp với mọi người. Thứ bảy là mọi người hay tụ tập học pháp ở nhà em, mà em cũng đang đi làm ở công ty, cũng vướng bận đến công việc nó giờ giờ giấc của công ty ấy. Thế là chỉ cần em xuất tâm là em muốn thứ bảy này muốn học pháp với mọi người, là tự dưng ngày hôm đó các sếp lại đổi lịch cho em, lại đi làm ngày khác ấy. Thế là em lại có thời gian về để học với mọi người. Nên lúc em cảm thấy vi diệu lắm, lúc chồng đi đón còn bảo là ơ chồng ơi, hôm nay em bảo em muốn ở nhà học pháp với mọi người mà tự dưng sếp bảo là đổi lịch cho em đi làm chủ nhật. Khi luyện công á, em gặp khó khăn nhất là cái bài công pháp thứ năm. Trời ơi, ngồi vắt chân lên đi, em không thể nào vắt được, không là nó kênh hay là kênh, định bỏ cuộc rồi. Nhưng mà cuối cùng mà mình vẫn cố kiên trì, nhưng mà nó cũng lạ lắm. Đến một lần nó kiểu nó cái kỳ tích nó xuất hiện đi. Em đang ngồi, lúc ấy em chỉ gác được một chân lên thôi, tự dưng lúc đấy có cảm giác là chân kia muốn nhấc lên ấy. Thế là em nhấc cái được luôn, em bất ngờ luôn ấy. Em xong rồi sửng sốt quá nên là cũng lại xong lại cũng mở mắt ra thôi, mà cứ hét toáng lên chồng ơi sao tự dưng chân em lại nhấc lên được xong bàn rồi. Mọi thứ sự cố gắng lúc đầu cứ nghĩ là không làm được, không làm được, nhưng mà nó ngay một phút giây nào được, mình tin tưởng, mình đặt niềm tin ấy là sẽ tự khắc làm được. Nhớ nó đều gọi là tùy kỳ tự nhiên ấy, không cầu không mong, rồi nó tự khắc nó đắc được hết. Cũng giống như là em đắc cái pháp này cũng như thế, em cảm giác là nó giống như một cái duyên của mình ấy. Nên là nó thật sự rất là kỳ diệu luôn. Có những cái sự xuất hiện mà mình cảm giác là nó không thể nhưng mà nó lại có thể. Em thấy thật sự mọi thứ chỉ cần mình hướng tin vào pháp thôi là mọi sự ở xung quanh mình nó đều xoay chuyển quanh mình hết, nó đều như ý của mình hết. Em rất mong là mọi người sẽ biết đến Đại Pháp nhiều hơn, càng nhiều người theo học Đại Pháp hơn. Em xin cảm ơn.